Mới đây, một trang web của Nhật Bản đã báo cáo danh sách 9 mỹ nhân chiếm hữu nhan sắc đẹp nhất Trung Quốc dựa trên thông tin, số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. 9 người đẹp đều là cái tên gây bão không chỉ ở Trung Quốc mà còn toàn châu Á. Phạm Băng Băng luôn là cái tên hiện ra trước tiên trong mọi bảng xếp hạng nhan sắc, chứng minh vẻ đẹp bất khả chiến bại của mình. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc về sự thiếu vắng tanh của địch lệ nhiệt ba nàng mỹ nhân Tân Cương qua nhất nhiều năm quay về đây. Danh sách cụ thể 9 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc qua cuộc đánh giá của truyền thông Nhật Bản như sau. Phạm Băng Băng nữ hoàng giải trí của showbiz Hoa ngữ. Angela Barbie nữ thần nhan sắc quá ai bì kịch. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi. Cao Diên Diên bà xóm Triệu Hữu Đình. Chân quốc tế Chân Tử Di. Sở Kiều Triệu Lệ Dĩnh. Nữ thần phim Thanh Xuân Trịnh Sản. Lưu Thi Thì. Dương Nghịch. Ngoài việc địch lệ nhiệt ba không có tên trong bảng xếp hạng, netizen xứ Trung bày tỏ sự ưng ý với danh sách 9 minh tinh đẹp nhất Trung Quốc này. Đây đều là những tên tuổi lớn, luôn luôn gây ấn tượng với công chúng bởi nhan sắc đỉnh cao và thần thái xuất sắc. Nhiều khuôn mặt trong số này được biết đến không chỉ ở châu Á mà còn vươn ra tầm quốc tế như Chân Tử Di, Phạm Băng Băng, Angela Barbie. Nguồn: Weibo.